Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 8. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Về hình thức kiểm tra giữa học kỳ 2, chúng ta sẽ làm kiểm tra trực tiếp tại lớp, thời gian là 45 phút với 40 câu trắc nghiệm. Nội dung ôn thi giữa học kỳ 2 gồm có bài 14 phòng chống nhiễm HIV/AIDS, bài 15 phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại, tích hợp bài 16 quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, và bài 17 nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Phần nội dung ôn tập gồm có lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm. Ở phần lý thuyết, các em xem kỹ giùm cô hai la mã nội dung bài học của các bài 14, 15 và tích hợp của bài 16, 17. Phần bài tập thì các em xem kỹ cho cô các câu trắc nghiệm. Về phần lý thuyết của bài 14 phòng chống nhiễm HIV/AIDS thì trước tiên các em cần nắm rõ được khái niệm HIV là gì, AIDS là gì và tính chất nguy hiểm của căn bệnh HIV/AIDS. Và phần hai nhỏ là phần pháp luật quy định. Vậy thì pháp luật quy định là việc phòng chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình và nghiêm cấm hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy và các hành vi làm lây truyền. Người nhiễm HIV/AIDS thì được quyền giữ bí mật tình trạng bệnh của mình và không bị phân biệt đối xử, cũng như là người bệnh phải thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Và phần ba nhỏ là phần trách nhiệm. Và trách nhiệm của mỗi chúng ta là cần phải có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS và không phân biệt đối xử với người bị nhiễm và gia đình họ, tích cực tham gia phòng chống nhiễm HIV/AIDS. Và sau đây là một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu số 1. Dấu hiệu lâm sàng chính khi mắc HIV/AIDS là gì? A. Sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể. B. Sốt kéo dài trên 1 tháng. C. Tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng. D. Cả A, B, C. Và gợi ý câu trả lời của cô là D. Câu số 2. Virus HIV lây qua A. Ăn uống chung ly chén với người nhiễm HIV. B. Mũi côn trùng chích hút máu người nhiễm HIV rồi chích sang người lành. C. Ho, hắt hơi. D. Cả A, B, C đều sai. Và câu trả lời của cô là D. Câu số 3. HIV/AIDS không lây qua con đường nào? A. Giao tiếp, ví dụ như là bắt tay, vỗ vai. B. Hiến máu. C. Quan hệ tình dục. D. Dùng chung ống kim tiêm. Và câu trả lời là A. Giao tiếp, bắt tay, vỗ vai. Câu kế tiếp. HIV nguy hiểm bởi vì A. Chưa có thuốc ngừa, chưa có thuốc chữa khỏi bệnh. B. Nhìn bề ngoài không thể biết được ai là người đã nhiễm HIV. C. Khi bệnh bộc phát sẽ chết. D. Cả A, B, C đều đúng. Và gợi ý câu trả lời của cô là D. Câu hỏi kế tiếp. Nhà nước quy định những gì về những người bị nhiễm HIV? A. Có quyền được giữ bí mật về tình trạng HIV. F. B. Không bị phân biệt đối xử. C. Phải thực hiện các biện pháp phòng chống lây truyền bệnh cho cộng đồng. D. Cả ba đáp án. Và câu trả lời D. Cả ba đáp án. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với lý thuyết của bài 15 phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại. Ở phần này chúng ta có ba nhỏ. Một là những tai nạn do vũ khí, cháy nổ và chất độc hại đã gây ra những tổn thất to lớn về tính mạng cũng như tài sản. Về phần hai nhỏ, pháp luật quy định những gì? Pháp luật quy định thứ nhất là cấm tàn trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất cháy nổ, chất phóng xạ và độc hại. Thứ hai, chỉ có các cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng. Thứ ba, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải được huấn luyện về chuyên môn và phải luôn tuân thủ các quy định về an toàn. Phần ba nhỏ là trách nhiệm của công dân, học sinh như thế nào? Đầu tiên, chúng ta phải tự giác, tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng ngừa. Thứ hai, tuyên truyền vận động mọi người cùng thực hiện. Thứ ba,
tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi dục người khác vi phạm. Và sau đây là một số câu trắc nghiệm của bài 15. Câu số 1. Dầu hỏa là chất A. Chất độc hại, B. Chất cháy, C. Chất nổ, D. Vũ khí. Và câu trả lời: dầu hỏa là chất cháy. Câu số 2. Cơ quan tổ chức nào được nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí? A. Tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. B. Cá nhân. C. Công ty tư nhân. D. Tổ chức phản động. Và câu trả lời là A. Câu số 3. Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy là A. Ngày 4 tháng 10. B. 14 tháng 4. C. 14 tháng 10. D. 10 tháng 4. Và câu trả lời là câu A. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất được gọi là A. Vũ khí, B. Tang vật, C. Chất độc hại, D. Chất gây nghiện. Và câu trả lời của cô là A. Vũ khí. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và chất độc hại? A. Sử dụng súng tự chế. B. Cưa mìn để lấy thuốc nổ. C. Dùng dao để đánh nhau. D. Cả ABC. Và câu trả lời của cô: D. Cả ABC. Câu trắc nghiệm kế tiếp. Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy định về phòng ngừa tai nạn về vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại? A. Công an sử dụng vũ khí để trấn an tội phạm. B. Sử dụng súng AK để tập huấn quân sự. C. Nhà máy do Bộ Công an quản lý sản xuất pháo bông để bắn chào mừng dịp Tết Nguyên Đán. D. Cả ABC. Và đáp án D. Câu kế tiếp. Khi phát hiện một nhóm thanh niên bắn pháo nổ trong trường học của em sẽ làm gì? A. Báo với cô chủ nhiệm để cô tìm cách xử lý. B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình. C. Mời bạn bè mua pháo. D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn pháo. Đáp án A. Câu kế tiếp. Tai nạn vũ khí, cháy nổ, chất độc hại đã gây ra hậu quả gì? A. Tai nạn xã hội. B. Con người bị tàn phế, mất khả năng lao động. C. Mất trật tự an ninh công cộng. D. BC đúng. Đáp án D. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nội dung bài học của tích hợp bài 16 và bài 17. Ở bài 16 này chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là quyền sở hữu và pháp luật quy định như thế nào, cũng như là trách nhiệm của nhà nước và công dân. Thì khái niệm thế nào là quyền sở hữu, chúng ta cần nắm những ý chính. Quyền sở hữu của công dân là quyền của công dân đối với tài sản thuộc sở hữu của mình, và gồm có 3 quyền: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt. Trong 3 quyền này thì quyền định đoạt là quyền quan trọng nhất. Về phần 2 nhỏ, pháp luật quy định như thế nào, thì chúng ta cần nắm rõ công dân có quyền sở hữu về những cái tài sản như thế nào, ví dụ như là thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, v.v. Và ngược lại thì công dân có nghĩa vụ gì, ví dụ như là nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân hay là của tổ chức, của tập thể, của nhà nước. Vay nợ phải trả đủ, trả đúng hẹn và bảo quản, trả lại cho chủ sở hữu nếu như mình làm hư hỏng thì mình phải sửa chữa hoặc bồi thường, v.v. Về phần 3 nhỏ, trách nhiệm của nhà nước và công dân, thì nhà nước phải công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Còn công dân thì phải đi đăng ký quyền sở hữu để nó là cơ sở cho nhà nước công nhận và bảo hộ cái quyền hợp pháp của mình. Và sau đây chúng ta sẽ làm một số câu trắc nghiệm của bài tích hợp. Câu đầu tiên. Khi Trâm thấy bạn cùng lứa tuổi với em đang lấy trộm tiền của một người khác, em sẽ làm gì? A. Làm lơ, làm thinh. B. Tiếp tay giúp đỡ bạn để bạn dễ dàng hành động trộm cắp. C. Ngăn cản hành động của bạn. D. Tất cả đáp án trên. Và câu trả lời của cô là ngăn cản hành động của bạn. Câu kế tiếp. Chiếm hữu bao gồm những quyền gì? A. Quyền chiếm hữu của chủ sở hữu. B. Quyền chiếm hữu của người không phải chủ sở hữu. C.
chiếm hữu hoàn toàn và chiếm hữu không hoàn toàn? B. Cả A và B. Câu trả lời: D. Cả A và B. Câu kế tiếp: công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây? A. Xe máy do mình đứng tên đăng ký. B. Sổ tiết kiệm do mình đứng tên. C. Thửa đất do mình đứng tên. D. Căn hộ do mình đứng tên. Và đáp án của cô: C. Thửa đất do mình đứng tên. Câu trắc nghiệm kế tiếp: việc ông A cho con gái thừa kế một mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền nào? A. Quyền sử dụng. B. Quyền định đoạt. C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền tranh chấp. Đáp án: B. Quyền định đoạt. Câu kế tiếp: trách nhiệm nghĩa vụ của công dân. A. Không tôn trọng quyền sở hữu của người khác. B. Không xâm phạm tài sản của người khác. C. Khi vay nợ không cần trả nợ đầy đủ đúng hạn. D. Tất cả đáp án trên. Câu trả lời: B. Không xâm phạm tài sản của người khác. Câu kế tiếp: nhà nước 3 chấm quyền sở hữu hợp pháp của công dân, trong đó 3 chấm đó là: A. Công nhận và chịu trách nhiệm. B. Bảo hộ và chịu trách nhiệm. C. Công nhận và đảm bảo. D. Công nhận và bảo hộ. Gợi ý trả lời: chúng ta cùng đến với nội dung bài học của tích hợp bài 16 và 17. Ở đây chúng ta cần nắm rõ 4 ý. Ý thứ nhất, chúng ta cần nắm rõ định nghĩa thế nào là tài sản nhà nước và thế nào là lợi ích công cộng. Và chúng ta cần hiểu được ý nghĩa của tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, bởi vì nó là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phần 3 nhỏ là nghĩa vụ công dân, tức là công dân có nghĩa vụ như thế nào đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Phần 4 nhỏ, chúng ta cần nắm được trách nhiệm của nhà nước là gì. Và câu trắc nghiệm của tích hợp bài 17. Câu đầu tiên: quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, cho, tặng được gọi là: A. Quyền định đoạt. B. Quyền khai thác. C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền tranh chấp. Và gợi ý trả lời: A. Quyền định đoạt. Câu kế tiếp: trách nhiệm của nhà nước bao gồm: A. Ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản quy định pháp luật quyền sở hữu của công dân. B. Quy định các biện pháp và hình thức xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu. C. Tuyên truyền giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và ý thức tôn trọng quyền sở hữu của người khác. D. Tất cả các đáp án trên đều đúng. Câu trả lời: B. Câu kế tiếp: quyền sở hữu bao gồm các quyền: A. Quyền chiếm hữu. B. Quyền sử dụng. C. Quyền định đoạt. D. Cả ABC. Và câu trả lời: B. Cả ABC. Câu trắc nghiệm kế tiếp: trên báo có đăng tin tại tỉnh Bình Thuận xảy ra việc một số người quá khích đã đập phá tài sản, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà nước. Hành vi này gọi là: A. Phá hoại lợi ích công cộng. B. Phá hoại tài sản của nhà nước. C. Phá hoại tài sản. D. Phá hoại lợi ích. Và đáp án: B. Phá hoại tài sản của nhà nước. Câu trắc nghiệm kế tiếp: tài sản nào sau đây thuộc sở hữu của nhân dân và do nhà nước quản lý? A. Đất sản xuất và đất ở. B. Tài nguyên trong lòng đất. C. Nguồn lợi thủy hải sản. D. ABC. Câu trả lời: D. ABC. Câu kế tiếp: đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì? A. Tôn trọng và bảo vệ. B. Khai thác và sử dụng hợp lý. C. Chiếm hữu và sử dụng. D. Tôn trọng và khai thác. Đáp án: tôn trọng và bảo vệ. Câu số 37: tài sản nào sau đây thuộc trách nhiệm quản lý của nhà nước? A. Phần vốn do cá nhân, tổ chức đầu tư vào doanh nghiệp. B. Phần vốn do các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào nước ngoài. C. Phần vốn do các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. D. Phần vốn do cá nhân tổ chức gửi tiết kiệm vào trong ngân hàng. Đáp án: B. Phần vốn do các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào nước ngoài. Câu kế tiếp: lợi ích công cộng gắn liền với những công trình nào sau đây? A. Đường quốc lộ.
B. Khách sạn tư nhân. C. Phòng khám tư. D. Căn hộ của người dân. Đáp án A. Đường quốc lộ. Câu kế tiếp, những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là A. Lợi ích. B. Lợi ích tập thể. C. Lợi ích công cộng. D. Lợi ích nhóm. Đáp án C. Lợi ích công cộng. Cô vừa mới ôn tập cho các em một số kiến thức để các em có thể bước vào kỳ kiểm tra giữa học kỳ 2 với nội dung là 3 bài và một số câu trắc nghiệm. Cô hy vọng các em sẽ xem kỹ cho cô phần lý thuyết cũng như là các câu trắc nghiệm. Chào tạm biệt các em, chúc các em làm bài thi thật tốt.